Tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Long An, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác. Hiện nay, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành là trên 4.700 hectare. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã hưởng ứng và tổ chức Tết trồng cây. Tổng số cây trồng phân tán từ năm 2011-2018 là trên 40.700 cây, với tỷ lệ sống đạt 90%. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, các ban ngành thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Thông qua lễ phát động, lãnh đạo huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trong huyện hăng hái tham gia trồng cây bảo vệ rừng, góp phần xây dựng huyện Long Thành ngày càng giàu đẹp. Dịp này, lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đoàn thể và các em học sinh đã tham gia trồng hơn 80 cây trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Long An. Theo dự kiến, trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ trồng hơn 3.000 cây các loại.